Hello, xin chào tất cả em đã quay trở lại video của họ nha. Hôm nay thì giới thiệu cho anh em một cây Classic Echo CSV3 trọng 361 các bác nhé. Con này thì máy bãi, zin nguyên cây, lam của Makita chính hãng của Nhật luôn nhé, xích thì mới luôn. Thấy ốc chân lam. Con này thì máy zin bét anh em luôn. Đàn áo thì có sơn lại một chút em nhé. Nó sơn dạ mạng một chút cho nó mới. Đó, con này thì giá em để cho anh em một giá cực kỳ ok luôn. Con này giá hiện tại đang bán cho anh em với giá là 2,5 triệu và ship tận nhà cho anh em luôn nhé. Đó, anh em làm chốt thì anh em có số ra cho em. Con này mít tông của nó là 39 ly nhưng nhá, kích suất là 35,6cc, gần 36cc nhé. Đó, anh em làm chốt thì lên một con số bạn cho em, lam dài 40 40 thì cho nóc rồi nhé. Mà là chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em, giá 2,5 triệu bao ship tận nhà, tặng kèm cho bác đầy đủ phụ kiện, rũa xích tim mở buji, đồng thời đủ nhé, bảo hành cho anh em là 6 tháng. Anh em là chốt thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Con này anh em sử dụng trong gia đình cực kỳ ok luôn nhé. Rồi chúng ta test nổ thì anh em máy luôn. Liên hệ qua số điện thoại cho em nhé, ship code toàn quốc cho anh em luôn. Rồi khi em nhìn thấy nhé.